Tiếp tục đẩy chân trái lên. Ta cố gắng đẩy cao, thả lỏng vùng háng ra. Vừa để giãn lưng. Năm, bốn, ba, hai, một. Từ từ vắt chân sang bên phải, dài chân ra và tay phải làm trụ. Chúng ta đẩy cao, giãn cao cái phần hông về phía trước. Nào, cảm nhận về cái tay của chúng ta. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi, trở về. Luồn cái chân đó sang, lên cao. Bước chân lên cao đi, lên cao, đúng rồi. Tiếp tục, tay trái làm trụ và lật người. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi, trở về. Đưa chân về và chúng ta về tư thế em bé. Hãy hít thở thật sâu, cảm nhận vào vùng thắt lưng. Rồi bây giờ xin mời lớp ta đứng lên ạ. Lớp mình đứng lên. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn chỉnh hai cái chân và chuẩn bị làm tư thế cây xanh. Giờ chúng ta chú ý nè, hai chân trước hết là ta xác định để chân thẳng đã đi. Rồi bây giờ chân phải làm trụ, chân trái chúng ta co lên để áp vào má trong của chân trái. Rồi, từ từ đưa hai tay lên. Bây giờ hãy hít thở thật đều. Cảm nhận như cái chân của chúng ta như cái rễ cây ấy, bám vào lòng đất. Hãy cố gắng hít thở sâu. Và nếu có thể thì tự chúng ta hãy nhắm mắt lại. Ai nhắm được một vài giây cũng rất tốt. Mà người không bị trung chiêng ấy. 5 4 3 2 1. Rồi hãy buông tay ra, đặt tay trái lên đầu gối trái. Cả hai tay đều để thủ ấn, tay phải vẫn để trên đầu nào. Hít vào, thở ra, từ từ nghiêng người sang bên trái. Hãy vươn dài cái tay phải ra. 5 4 3 2 1. Rồi, trở về. Đổi chân. Rồi chân trái làm trụ, chân phải chúng ta đưa lên. Hít vào, đưa hai tay lên đầu. Và thở đều. Hãy siết cơ bụng vào nha. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi, hạ tay phải xuống, hai tay để thủ ấn, hít vào, thở ra, từ từ nghiêng người nhiều nhất có thể sang bên phải. Ta duy trì hơi thở đi. Năm, bốn, ba, hai và một.